Tiêu Viêm đã đại diện cho Hàn Gia thi đấu với thiếu chủ Hồng Gia là Hồng Thần. Còn chưa kịp đánh nhau mà Hồng Thần và Hồng Gia đã liên tục mỉa mai. Kết quả cho việc gáy sớm là Hồng Thần bị bón hành ngập mồm, phải nhận thua. Nhìn thấy Tiêu Viêm lơ là cảnh giác, gã lập tức tung chiêu đánh lén. Tiêu Viêm sử dụng đấu kỹ Tam Thiên Lôi Động tránh né rồi lao ra phía sau, đánh một chưởng vào người Hồng Thần. Kinh mạch của tên thiếu gia thích khinh thường người khác đã bị đứt hết, chính thức trở thành một phế nhân. Trưởng lão Phong Lôi Các đứng dậy, chất vấn hắn học được Tam Thiên Lôi Động từ đầu. Phong Lôi Các không có đệ tử nào như hắn, Tiêu Viêm cứng rắn đáp trả bằng lời khiêu khích. Dù hắn có học bí pháp của bọn họ thì làm sao? Lão ta nghe vậy liền phẫn nộ, còn tuyên bố rằng hôm nay hắn sẽ không rời khỏi đây được đâu. Hai bên nhìn nhau toát lửa, đứng trước lời đe dọa, Tiêu Viêm vẫn không có chút nào lo lắng. Hồng Lập thì đã điên tiết vô cùng, lão bạo phát đấu khí rồi lao về phía Tiêu Viêm. Gia chủ Hàn Gia nhanh chóng lao ra ngăn cản, Hồng Gia không chịu nổi sự thất bại này. Niềm hy vọng của bọn chúng đã bị đánh gãy, cơ hội để Hồng Gia quật khởi đã không còn nữa. Có thể sau này không ngóc đầu lên nổi, đây là một sự mất mát cực kỳ lớn. Hồng Lập mặc kệ quy tắc tỉ thí, lão muốn Tiêu Viêm phải trả giá. Nhưng phía Hàn Gia lại nhất quyết bảo vệ Tiêu Viêm đến cùng, dù có phải khai chiến với bọn chúng. Trưởng lão Phong Lôi Các lên tiếng cắt ngang, chuyện đả thương Hồng Thần có thể bỏ qua, nhưng mà hôm nay phải làm rõ chuyện Tiêu Viêm học Tam Thiên Lôi Động ở đầu. Lão ta lấy lý do là Phong Lôi Các từng bị người ngoài trộm đi công pháp và đấu kỹ, trong đó có Tam Thiên Lôi Động. Lão nghi ngờ hắn có quan hệ với tên trộm. Dù Tiêu Viêm đã cho biết mình chỉ ngẫu nhiên đoạt được, nhưng mà lão ta đâu dễ dàng tin. Còn đưa cho hắn hai lựa chọn, một là về Phong Lôi Các điều tra, hai là chết ngay tại chỗ. Nói là về điều tra, nhưng nếu hắn thực sự bị Phong Lôi Các bắt đi, thì chắc chắn sẽ không còn cơ hội nhìn thấy ánh mặt trời nữa. Hàn Gia lên tiếng giải thích cho Tiêu Viêm, lão ta không những không nghe mà còn đe dọa ngược lại. Nếu chuyện này mà khiến Phong Lôi Các nổi giận, thì Hàn Gia sẽ không chịu nổi hậu quả đâu. Gia chủ Hàn Gia nghe vậy cũng bó tay hết cách, đây chính là đang dùng thực lực để trấn nhiếp. Còn Tiêu Viêm thì lại đem lời của lão già này vứt ra bên ngoài tai. Hắn không có hứng đến Phong Lôi Các đi dạo nên từ chối không đi, còn chuyện phế hắn thì lão chưa có đủ tư cách. Đám người Hồng Gia nghe vậy cười lớn chế giễu, tiểu tử này vậy mà dám phát ngôn bừa bãi trước mặt trưởng lão, đúng là không biết sống chết. Dám khiêu khích quyền uy của Phong Lôi Các, người ở quê đều không biết trời cao đất rộng vậy sao? Bọn họ đâu biết rằng cường giả đấu tông mất mạng dưới tay hắn đã có vài cái tên. Lão ta cũng muốn biết với thực lực tứ tinh đấu tông của mình có chỗ nào không đủ tư cách. Dứt lời liền dùng tốc độ sấm sét lao lên tấn công. Tiêu Viêm cũng sử dụng tốc độ sấm sét tránh né. Hai người đều thi triển đấu kỹ Tam Thiên Lôi Động nên tốc độ di chuyển đều rất nhanh. Tuy thực lực của hắn yếu hơn nhưng lại có sự hỗ trợ đến từ đôi cánh nên tốc độ đã không thua kém tên trưởng lão. Không làm gì được nam chính, lão ta bắt đầu thay đổi phương thức tấn công là tạo ra một cái lồng sấm sét về khốn hắn lại. Sau đó bất thình lình xuất hiện tấn công chớp nhoáng. Đúng vào lúc cánh tay lão già sắp tóm được vào người Tiêu Viêm thì một sự bất ngờ xảy ra. Hắn bất ngờ triệu hồi ra khôi lỗi, kết quả bị ăn một đấm vào mặt. Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng vì một màn này, lão càng không ngờ rằng hắn có một cái khôi lỗi cấp đấu tông. Những người từng chế giễu hắn giống như bị tát một cái thẳng mặt vậy. Tiêu Viêm ra lệnh cho khôi lỗi lao lên tấn công. Tuy khôi lỗi chỉ là bộ giáp biết di chuyển, không biết sử dụng đấu kỹ như con người, nhưng mà sức chiến đấu và phòng ngự lại cực kỳ mạnh mẽ, đòn tấn công đầy uy lực. Trưởng lão Phong Lôi Các liên tục bị đẩy lui và bị ăn hành sấp mặt. Cơ thể trọng thương, nhận ra tình thế không ổn, lão ta lập tức yêu cầu Hồng Lập đối phó với Tiêu Viêm. Còn mình thì ngăn chặn khôi lỗi. Hồng Lập tỏ vẻ tự tin giải quyết Tiêu Viêm giống như vặt cổ con gà. Tên trưởng lão uy hiếp Hàn Gia để bọn họ không dám nhúng tay. Nếu bọn họ dám ra tay trợ giúp Tiêu Viêm, thì Phong Lôi Các sẽ tiêu diệt toàn bộ Hàn Gia. Lời cảnh cáo này khiến cho Hàn Gia buộc phải đứng bên ngoài. Tiêu Viêm lại ra lệnh khôi lỗi tấn công tên trưởng lão. Hồng Lộc khiêu khích gia chủ Hàn Gia vài câu, rồi cũng vác đao bay về phía Tiêu Viêm. Tiêu Viêm lấy huyền trọng xích ra ngăn cản. Thực lực Hồng Lộc đã là nửa bước đấu tông nên sức chiến đấu cũng rất mạnh. Vừa mới giao thủ chiêu đầu, Tiêu Viêm đã bị đánh bay về sau. Vừa thấy đánh trực diện rất khó thắng, thế là Tiêu Viêm chọn cách dung hợp dị hòa lại với nhau. Hồng Lập lao đến tấn công dồn dập, Tiêu Viêm phải tăng tốc tránh né. Vừa tránh thoát khỏi công kích vừa tập trung dung hợp dị hỏa, gia chủ Hồng Gia hoàn toàn không chạm nổi vào người hắn. Lão ra lệnh cho toàn bộ trưởng lão cùng nhau bao vây Tiêu Viêm. Một đám cường giả nghe lệnh, lao lên truy đuổi tạo ra một màn mèo đuổi chuột vô cùng gay cấn.
Sau khi đã dung hợp thành công vật nổ hỏa liền thì hắn cũng dừng lại. Hồng Lập thừa cơ hội này cầm đao bổ xuống, lão ta đâu biết rằng Tiêu Viêm chính là đang chờ cho đám người Hồng gia lao đến. Hắn để lộ ra đóa hỏa liền, sức mạnh từ đóa hoa lửa bạo phát. Hồng Lập nhận ra nguy hiểm nên vội vã hô hào đàn em rút lui. Tiếc rằng khoảng cách đã quá gần rồi, đóa hỏa liền bạo phát tạo thành một vụ nổ khủng khiếp. Tất cả người của Hồng gia đều bị vụ nổ cuốn bay, sức mạnh từ chiều này quá khủng khiếp. Cự thạch của quảng trường có thể chịu được công kích của cấp bậc đấu tông, nhưng sau khi hứng chịu vụ nổ thì cũng bị phá hủy hơn một nửa. Tiêu Viêm đứng yên một chỗ trên bầu trời. Hồng Lập do chạy trước và có thực lực cao cường hơn những người khác nên chỉ bị trọng thương. Những người khác thì nằm úp mặt xuống đất, không rõ còn sống hay đã chết. Lão tức giận nghiến răng nghiến lợi, trên miệng lại thốt ra một câu uy hiếp là Hồng gia và hắn không chết không thôi. Để tu luyện được đến cảnh giới nửa bước đấu tông, có ai không phải thiên tài, nhưng mà phe phản diện lúc nào cũng có những suy nghĩ và lời nói cực kỳ nhảm. Tiêu Viêm nhắc lại cho lão ta biết rằng giữa hắn và Hồng gia không phải sớm đã kết thù rồi sao, vậy mà còn nói được ra một câu vô nghĩa như vậy. Ở chiến tuyến khác, trưởng lão Phong Lôi Các cũng bị một trận no đòn. Lão ta lớn tiếng yêu cầu Hồng Lập gọi lão tổ Hồng Thiên Khiếu ra trợ giúp. Hồng Lập nhanh chóng bóp nát tấm lệnh bài. Gia chủ Hàn gia thấy vậy liền lo lắng. Thực lực Hồng Thiên Khiếu đã là ngũ tinh đấu tông, dù Tiêu Viêm có Khôi Lỗi hỗ trợ thì cũng không thể nào cản được hai tên đấu tông. Lão tổ còn chưa đến, nhưng lão già này đã tràn ngập tự tin, trên miệng lần nữa nói ra lời uy hiếp. Kết quả cho việc nói quá nhiều là bị Tiêu Viêm dùng huyền trọng xích bổ vào đầu. Vừa mới hạ đo ván xong kẻ địch, hắn còn chưa kịp rời đi thì Hồng Thiên Khiếu đã đến. Tốc độ này cũng quá nhanh rồi. Tuy nhiên, sự có mặt của lão tổ Hồng gia lại không hề khiến Tiêu Viêm e ngại. Hắn bay lên không trung rồi đối mặt với lão ta. Trên tay cầm cổ Hồng Lập như một con gà. Hồng Thiên Khiếu yêu cầu hắn thả Hồng Lập xuống, nếu không sẽ chết. Dù hắn có thả người hay không thì kết quả có lẽ chẳng có sự khác biệt. Chắc chắn sẽ có một cuộc đại chiến. Tiêu Viêm sẽ làm như thế nào để đối phó được lão tổ Hồng gia? Các bạn hãy cùng mình đón xem diễn biến các tập tiếp theo nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.